Em chào tất cả anh em. Đây buổi sáng sớm thì hiện tại em đang đi thăm một vườn cà phê của bác chủ vườn ở trong Đắk Min. Đây là cà của bác này. Mọi người có thể nhìn thấy là rất là đẹp. Cà rất là to và đều. Đây nhìn anh em, nhìn lá bóng này. Tha hồ soi gương. Đây anh em nha, cà rất là đẹp luôn. Và với hiện tại mà với chất lượng cà như này thì hứa hẹn là sẽ cho rất là nhiều năng suất anh em ạ. Cực kỳ năng suất. Đây anh em. Rất đẹp. Đây anh em, cây này này. Thảm cỏ này. Ôi giời ơi. Đó, thảm cỏ đây anh em. Rồi, em chào tất cả anh em.